Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 1 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, một xe ô tô chở gần 1.000 cây thuốc lá lậu vừa bị bắt giữ tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát Giao thông đã cho dừng xe để kiểm soát. Tuy nhiên, ngay lúc đó, lái xe đã để lại phương tiện và bỏ trốn. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân truy bắt được đối tượng. Tang vật thu giữ là gần 1.000 cây thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã nhận hàng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển tới cầu Cần Thơ, chưa biết rõ người nhận. Cũng liên quan đến buôn bán hàng lậu, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Trung, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, về hành vi buôn bán lượng lớn pháo trái phép. Tại đường tránh quốc lộ 12A, đoạn qua xã Tiến Hóa, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trung đang bốc xếp 48 hộp pháo có trọng lượng hơn 62 kg lên xe ô tô tải. Đối tượng này khai nhận mua số pháo này với trị giá 20 triệu đồng từ một người không quen biết nhằm bán lại kiếm lời vào dịp cuối năm. Thưa quý vị, nuôi chim yến cho sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. 1 kg tổ yến có giá từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ, xuất khẩu thu về khoảng 200 đến 300 triệu đô la Mỹ một năm. Hiện nay cả nước có 42 trên 63 tỉnh thành nuôi chim yến, số lượng nhà nuôi tăng từ 8.300 nhà năm 2017 lên hơn 11.700 nhà năm 2019. Trong đó, Kiên Giang là tỉnh có số lượng nhà yến lớn nhất cả nước với khoảng 2.500 nhà, kế đó là Bình Thuận 1.200 nhà. Tuy nhiên, thời gian qua, việc nuôi chim yến chủ yếu mang tính tự phát, chưa sản xuất theo ngành hàng, chưa xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và chủ yếu xuất thô qua đường tiểu ngạch. Na thuộc nhóm cây ăn quả chủ lực của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, các giống na tại đây đã được sản xuất nhiều năm, bắt đầu có dấu hiệu giảm năng suất chất lượng, khả năng giải vụ thấp. Do đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ghép cải tạo giống na mới bằng phương pháp ghép giống na dứa Đài Loan lên gốc na dai địa phương. Giống mới có khả năng sinh trưởng vượt trội, thịt quả dày, khi chín có mùi thơm đặc trưng, năng suất trung bình từ 15 đến 20 tấn mỗi hecta một năm, giá bán từ 150 đến 200 nghìn đồng một kg, thời gian thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 1 dương lịch. Thưa quý vị, ở Quảng Trị, sau đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích cây hồ tiêu bị ngập úng và có nguy cơ sẽ chết trên diện rộng. Để trồng được 1 hecta hồ tiêu, nông dân mất vốn đầu tư ban đầu lên tới khoảng 200 triệu đồng và phải chờ đến 3 năm cây mới cho thu hoạch. Chính vì vậy, làm thế nào để cứu được vườn hồ tiêu bị ngập úng là vấn đề lớn đặt ra. Vườn tiêu này thì người nông dân người ta đã trồng hơn 7 năm tuổi và họ đã thu hoạch được 2 đến 3 vụ. Sau hơn 1 tháng mưa lũ thì nước ngâm quá sâu. Khi nắng lên, cây tiêu chết héo khô như thế này. Khó khăn, đang trồng chất khó khăn đối với những người trồng tiêu ở Quảng Trị. Tiêu chứ chết rồi đó, mặc ngờ cả sự tiên chứ... Chứ là kinh tế là hành khó khăn. Tôi có vay ngân hàng cả hết là 200 triệu đó. Chứ nói chúng cũng biết làm đáng hết. Vừa bị ngập úng lâu ngày, vừa phát sinh nhiều loại nấm bệnh trong rễ, làm cho bộ rễ bị hỏng. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 200 hectare cây hồ tiêu bị chết. Tuy nhiên, với thời tiết thay đổi như hiện nay, khả năng cây hồ tiêu chết sẽ tăng lên khoảng trên 400 hectare. Để khắc phục cái hiện tượng này thì chúng ta cần phải có những giải pháp rất là căn cơ và lâu dài. Chúng ta phải điều trị triệt để các vi sinh vật gây hại trong đất. Sau đó chúng ta mới tiến hành đến các biện pháp, áp dụng biện pháp chăm sóc bằng các chất dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là các chất kích thích để ra rễ và các loại phân chung vi lượng để giúp cho cây nó khôi phục lại từng bước. Trung tâm Nông Quốc gia sẽ có những cái giải pháp. Trước mắt ấy là tăng cường các cái lớp đào tạo huấn luyện cho người dân biết rõ được cái căn nguyên của cái căn bệnh này. Sẽ tiếp tục đề nghị với Bộ đồng ý để cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức xây dựng những cái mô hình trồng tiêu bền vững. Về lâu dài thì tỉnh Quảng Trị cần quy hoạch lại các vườn tiêu ở gần mạch nước ngầm. Bên cạnh đó rất cần sự giúp đỡ của Trung ương để xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và bền vững cho cây tiêu ở Quảng Trị trong thời gian tới.